Hơn 11 năm kể từ khi thế hệ thứ nhất được chính thức trình làng và đây chính là thế hệ thứ 3 của Post Panamera đã có mặt tại trường Việt Nam. Chào mừng các bạn trở lại với Johnny Super Game Vlog. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi khám phá một em Post Panamera thế hệ thứ 3 đã có mặt tại Việt Nam với giá bán tiêu chuẩn là 6 tỷ 420 triệu đồng. Tuy nhiên với chiếc đang đứng bên cạnh mình đây đã bổ sung thêm hơn 2,3 tỷ đồng tiền phí chọn thì em nó bây giờ có giá bán là hơn 8,7 tỷ đồng. Bây giờ chúng ta sẽ khám phá xem thế hệ thứ 3 của Panamera đó khác biệt như thế nào so với thế hệ thứ 2 cũng đã bán cực kỳ ăn khách tại thị trường Việt Nam. Đầu tiên chúng ta sẽ phải kể đến phần đầu xe là một cái chi tiết mà có lẽ các bạn có thể dễ dàng nhận ra nhất sự khác biệt của Panamera thế hệ mới so với thế hệ cũ. Các chi tiết thiết kế nó đã được làm mở rộng hơn so với thế hệ cũ, đặc biệt là các cái khe hút gió tại hai bên hay là tại vị trí chính giữa nó đều được làm mở rộng hơn để tăng cái lượng gió vào làm mát cho khối động cơ và nó cũng tăng thêm tính khí động học cho chiếc Panamera thế hệ mới. Đặc biệt là tại phần ngay phía trên cái vị trí pad gắn biển số chúng ta sẽ có thêm một cái khe hút gió nữa này. Đó, đây cũng là một cái sự khác biệt và giúp các bạn có thể dễ dàng phân biệt giữa Panamera thế hệ cũ và Panamera thế hệ mới. Ngoài ra với một cái thiết kế trông nó thể thao và mới hơn thì các bạn sẽ thấy này, cái đèn LED hai bên bây giờ nó đã đặt theo trục dọc và hai cái khe hút gió này nó được làm mở rộng, bổ sung thêm hai cái thanh ngang làm từ nhựa màu đen. Phần cản trước thì sẽ được sơn trùng màu ngoại thất kết hợp với ốp nhựa màu đen ở bên dưới. Đó là cái phần đầu thiết kế mới của Panamera 2024 thế hệ thứ 3. Đèn pha của Panamera tại thị trường Việt Nam sẽ là trang bị tiêu chuẩn đèn pha Magic LED và trang bị tùy chọn đèn pha HD Magic anh em nhé. Và đèn pha của Panamera thế hệ mới thì nó sẽ là 4 cái cụm LED thiết kế khá là tương đồng nhau. Và ở phía trên nắp capo thì sẽ có những cái đường G dập nổi, nó tăng thêm tính khí động học và cũng tăng thêm cái chất thể thao cho một chiếc Panamera, một chiếc sedan hạng sang cao cấp đến từ Đức. Và phía dưới nắp capo của Panamera thế hệ mới sẽ là động cơ V6 2.9 lít tăng áp. Công suất của em nó bây giờ là 353 PS và 500 Nm cho phiên bản tiêu chuẩn. Và kết hợp với đó là hộp số tự động 8 cấp PDK, những cái trang bị thông số khá ấn tượng cho một chiếc sedan sang trọng và cao cấp với nội thất bên trong chỉ có 4 chỗ ngồi thôi anh em nhé. Và tại thị trường Việt Nam thì sẽ còn một phiên bản nữa, đó là phiên bản GTS với giá bán là hơn 11 tỷ đồng, tiêu chuẩn hơn 11 tỷ đồng, dùng động cơ V8 4.0 lít. Và khoảng đầu năm 2025 thì Post Việt Nam sẽ đưa về các phiên bản dùng động cơ Hybrid. Và đây cũng là lần đầu tiên Panamera tại thị trường Việt Nam sẽ được phân phối phiên bản Hybrid. Cái phiên bản Hybrid của Panamera thì nếu như anh em nào mà thường xuyên đi du lịch tại Thái Lan thì các bạn sẽ thấy là tại thị trường Thái Lan thì Panamera Hybrid bán cực kỳ chạy luôn. Ở trên đường thì các bạn gần như là hầu hết những chiếc Panamera đều là phiên bản Hybrid, kể cả là Cayenne cũng là phiên bản Hybrid. Và tại Việt Nam thì từ năm 2025 cũng sẽ có phiên bản Hybrid với phiên bản cao cấp nhất chính là phiên bản Turbo S Hybrid có giá bán là hơn 13 tỷ đồng. Hơn 13 tỷ đồng cho một chiếc Panamera Turbo S Hybrid. Rồi, đó là những chia sẻ đầu tiên về thiết kế, về giá bán động cơ của một chiếc Panamera thế hệ thứ 3 tại thị trường Việt Nam. Bây giờ chúng ta sẽ sang chiều ngang để chiêm ngưỡng một số cái sự thay đổi nhỏ khác. Nếu như các bạn quan sát tổng thể thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ không thay đổi quá nhiều đâu, bởi vì đây là triết lý của Post từ 911 từ Macan Cayenne cho đến Panamera. Với Panamera thế hệ mới này thì khung gầm vẫn là khung gầm của thế hệ thứ 2 các bạn nhé. Nó sẽ không thay đổi ở mặt khung gầm nhưng mà hệ thống treo thì đã thay đổi rồi. Và trên các phiên bản E-Hybrid về Việt Nam trong năm 2025 thì nó sẽ bổ sung thêm cái hệ thống treo, đó là hệ thống treo Active Bright. Đây là hệ thống treo mới và cũng khá là nổi tiếng cái thời điểm mà Panamera thế hệ thứ 3 được ra mắt thị trường toàn cầu. Cái hệ thống treo này thì nó giúp cho xe vận hành êm ái, mượt mà hơn, đặc biệt là khi đi qua cái địa hình khó, mấp mô hay là đi qua những gờ giảm tốc thì nó giúp giảm tối đa cái lực tác động vào bên trong khoang cabin. Cái hệ thống treo này thì cả 4 cái hệ thống treo nó sẽ hoạt động gần như là độc lập nhau. Nếu như các bạn xem những cái clip ở trên mạng mà các reviewer ở nước ngoài đã từng review hay là Post cũng có những cái clip giới thiệu về hệ thống treo Active Bright này thì các bạn sẽ thấy là cái thân xe nó có thể nhún nhảy nghiêng ngả trái phải trên xuống. Và đây cũng là một cái bộ mâm tùy chọn mới. Nếu như hôm trước anh em nào mà xem những clip của các bên khác làm ấy
Trên chiếc màu trắng thì nó sẽ có bộ mâm 21 inch đa chấu. Đó là cái bộ mâm mà từ thế hệ cũ rất nhiều khách hàng tại Việt Nam đã lựa chọn rồi. Nhưng mà đây sẽ là một bộ mâm mới, một lựa chọn mới. Thiết kế đó là 5 chấu kép gần giống hình chữ Y đó các bạn. 5 chấu kép hình chữ Y và nó được sơn đen. Cái sơn đen này cũng là tùy chọn anh em nhé, không phải là tiêu chuẩn trên cái bộ mâm này đâu. Bộ mâm này trang bị tiêu chuẩn thì nó sẽ có màu khác, còn nếu như sơn đen này thì các bạn sẽ bỏ ra đâu đó thêm khoảng 81 triệu đồng. Mình nhớ không chính xác con số lắm nhưng nó khoảng 81 triệu đồng anh em ạ. Bộ mâm mới, hệ thống treo mới, bên trong cũng có hệ thống phanh đĩa khá là to, lốp 275/35 ở phía trước. Đây, bây giờ thì mình sẽ bật cái hệ thống cánh gió của xe lên này. Đó, các bạn quan sát này, hệ thống cánh gió được làm nâng lên này. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chiêm ngưỡng cái phần đuôi thiết kế khá là nhiều điểm mới của một chiếc Porsche Panamera 2024 thế hệ thứ 3. Một cái điểm mới mà các bạn sẽ thấy là nó gần giống như 911 phiên bản nâng cấp của đời 992 hay là những chiếc Porsche Taycan, đó là vị trí góc này nó sẽ có một cái đường khoét này. Đó, làm rất đẹp luôn. Các bạn phải nhìn thực tế các bạn mới thấy cái sự khác biệt tại vị trí này, bởi vì tùy thuộc theo góc nhìn thì các bạn sẽ thấy được cái đường khoét này hay không. Và tại cái góc này thì các bạn sẽ thấy này, cái đường vát này rất đẹp và ấn tượng luôn anh em ạ. Nó tạo nên một cái hiệu ứng khi các bạn nhìn thực tế thì nó sẽ ấn tượng hơn. Và Panamera mới thì nó sẽ có những cái chi tiết mà các bạn sẽ thấy là nó tương đồng rất nhiều với 911 hay là những chiếc Taycan, mẫu xe chạy hoàn toàn bằng điện đó anh em. Đặc biệt là cái góc nhìn trực diện từ hai bên, các bạn sẽ thấy những cái đường khoét làm quá đẹp luôn. Rồi, các bạn hãy đến gần đây một chút nữa này. Hệ thống đèn hậu của Panamera thế hệ thứ 3, các bạn sẽ thấy là nó gần giống với Cayenne, thiết kế 2 tầng và những cái giải LED thì nó được làm mỏng, đặt ngay bên dưới một cái bộ khung màu đen anh em nhé. Và tại vị trí chính giữa thì có dòng chữ Porsche này, dập nổi 3D và dòng chữ Panamera ở phía dưới này. Đây cũng là một cái logo mới của mẫu xe Panamera. Cái logo này nó sẽ khác so với thế hệ cũ, nó được dùng cái phông chữ mới đó anh em. Phía dưới là phát gắn biển số này. Tất nhiên một chiếc xe sang như này thì không thiếu những cái tính năng, ví dụ như cảm biến sau này, hệ thống camera lùi. Và em này thì được trang bị hệ thống ống xả tiêu chuẩn anh em nhé. Cản sau thì được sơn nhựa màu đen. Và các bạn nhìn phần cản dưới này, giống Panamera, giống Taycan đúng không anh em? Nếu như bỏ cái hệ thống ống xả đi, các bạn nhìn lướt qua có lẽ là các bạn sẽ nhầm đây là một chiếc Taycan đấy anh em. Nếu như bỏ hệ thống ống xả đi và làm kín cái phần ốp phía sau này, quá đẹp luôn anh em nhỉ. Thực sự là khi mà các bạn đi trên đường ấy, đi phía sau ấy một chiếc Panamera, quan sát từ cái cánh gió cho đến cái cụm đèn hậu cho đến cái phần cản sau, các bạn sẽ phải wow lên bởi cái thiết kế nó quá đẹp và ấn tượng của những chiếc Porsche mới, từ Cayenne, từ Panamera, từ 911 cho đến Taycan. Nó có cụm đèn hậu dạng LED chạy ngang và cái phần đuôi xe nó được làm thể thao, mềm mại và cực kỳ cuốn hút. Bây giờ thì chúng ta sẽ mở cái cốp chứa đồ của chiếc Panamera thế hệ mới này xem. Wow! Mặc dù thiết kế thể thao sang trọng nhưng mà cái không gian chứa đồ nó cũng rất rộng rãi anh em ạ. Cái không gian này thì các bạn có thể để được rất nhiều vali, thậm chí là khi gặp cái hàng ghế thứ hai xuống các bạn có thể để vừa được những cái bộ gốp lớn của các bạn được. Cái không gian này nó rất rộng. Bề mặt phía dưới được bọc vải mềm. Nhấc cái này lên thì chúng ta có một không gian để đồ nữa và hệ thống có bơm điện anh em nhé. Hai bên thì có một không gian để đồ nữa này và có cái lưới chắn ở đây. Phía sau thì có cổng sạc dạng tẩu thuốc 12V. Đây chính là không gian hàng ghế thứ hai của một chiếc Porsche Panamera thế hệ thứ 3 tại thị trường Việt Nam. Bây giờ thì mình sẽ đóng cửa lại cho các bạn nghe thử tiếng đóng cửa của một chiếc xe sang đến từ Đức các bạn nhé. Cực kỳ chắc chắn đúng không anh em nhỉ? Wow! Mình cao 1m65, gần như là lọt thỏm trong một cái không gian rất là rộng rãi của một chiếc Porsche Panamera thế hệ thứ 3. Tại thị trường Việt Nam thì tất cả những chiếc Panamera được đưa về thì đều sẽ là thuộc phiên bản 4 chỗ ngồi anh em nhé. Tức là khoang sau nó sẽ có một cái cụm phân tách hai ghế ngồi hai bên với nhau, kiểu thiết kế ghế ngồi độc lập. Nếu như khách hàng muốn lựa chọn một chiếc ghế băng và có 3 chỗ ngồi tại hàng ghế thứ hai thì các bạn sẽ phải đặt hàng như trên những cái mẫu xe đặt hàng theo dạng cá nhân hóa ấy.
đó là một sự khác biệt của tại trường Việt Nam. Thường thì những chiếc xe sang nó sẽ có kiểu ghế băng và tùy chọn ghế tách biệt hai bên. Nhưng với Porsche Panamera tại trường Việt Nam từ thế hệ cũ thì về Việt Nam mặc định thì nó sẽ là 4 chỗ ngồi như thế này. Và với vị trí mà mình ngồi thì trên những chiếc xe siêu sang thì người ta hay gọi là ghế dành cho ông chủ. Và trên những chiếc Porsche Panamera này nó cũng sẽ có thể điều chỉnh không gian rộng rãi, thoải mái như một chiếc ghế dành cho ông chủ. Ví dụ mình đang ngồi tại vị trí này và mình muốn điều chỉnh cái ghế phụ ở phía trước nó trượt lên để tăng cái không gian duỗi chân hay là tăng cái không gian sử dụng cho mình, thì mình sẽ dùng cái màn hình cảm ứng này để điều chỉnh anh em nhá. Ví dụ như mình muốn trượt nó lên này. Đó các bạn thấy, cái ghế trước đang trượt lên này. Muốn nâng cái tựa lưng của cái ghế này xa về phía trước để mình có một không gian rộng hơn. Đó, vẫn chưa hết cỡ đâu các bạn nhá, mình sẽ trượt hết cỡ luôn này. Đó, mình sẽ trượt lên nữa này. Đó, đây là cái khi ghế phụ phía trước đã được đẩy lên hết cỡ rồi thì mình sẽ có một cái không gian rất rộng để có thể sử dụng. Và thường trên những chiếc xe sedan siêu sang hay là những chiếc SUV siêu sang thì cái vị trí ghế này hay gọi là ghế dành cho ông chủ. Thì bây giờ Panamera các bạn thấy không? Một cái không gian sử dụng rất là thoải mái và rộng rãi cho người ngồi tại hàng ghế thứ hai. Một cái vị trí mà các bạn sẽ sử dụng được rất nhiều cái tính năng. Ngoài cái màn hình cảm ứng này thì chúng ta cũng có thể có thêm những cái trang bị cao cấp khác, ví dụ như hai cổng sạc dạng Type-C ở phía dưới này, hai khay để cốc này hay là để đồ dùng cá nhân này. Ngoài ra các bạn có thể gạt cái bệ tì tay này ra để các bạn có thể sử dụng như thế này. Đó, di chuyển trên một hành trình dài, không gian sử dụng rộng rãi, lại có thêm một cái bệ tì tay như thế này. Và nhấc lên chúng ta sẽ có một cái không gian để đồ phía dưới. Cái màn hình cảm ứng này thì chúng ta sẽ có thể vào được media. Các bạn có thể điều chỉnh được, kết nối được với điện thoại thông minh này. Và các bạn có thể điều chỉnh được tăng giảm volume từ vị trí này. Và mình nhắc lại một lần nữa là trên chiếc Porsche Panamera 2024 phiên bản thế hệ thứ 3 này có được trang bị hệ thống âm thanh Boommaster tùy chọn có giá lên đến hơn 460 triệu đồng. Chỉ riêng hệ thống âm thanh Boommaster trên chiếc Porsche Panamera này nó có giá là hơn 460 triệu đồng anh em nhé. Quá dã man luôn anh em nhờ. Các bạn vào hệ thống media sau đó nghe nhạc thì còn gì tuyệt vời hơn. Ngoài ra chúng ta cũng có thể xem bản đồ được ở trên cái này này. Và xem được chiếc xe đang vận hành ở tốc độ bao nhiêu km một giờ này. Và rất nhiều cái tính năng các bạn có thể xem được trên cái màn hình này. Chia tay cái cụm điều khiển ở giữa này, chúng ta sẽ có gì ở bên thành cửa. Ngoài điều chỉnh điện đa hướng ra, vị trí ghế sau này cũng được nhớ lên đến 3 vị trí này. Tại hai bên thành cửa thì được ốp gỗ piano màu đen và được bọc da kết hợp với màng loa của hệ thống loa Boommaster anh em nhé. Hệ thống loa cao cấp đó anh em. Rồi, phía trên thì chúng ta cũng sẽ có một cái hệ thống cửa sổ trời toàn cảnh được chia phân tách giữa khoang cabin và khoang sau. Và cái hệ thống cửa sổ trời này thì sẽ tiêu tốn của chủ nhân khi mua chiếc Panamera này khoảng 109 triệu đồng anh em nhé. Và một cái điểm mà mình cũng khá là thích trên Panamera thế hệ mới đó chính là cái phần tựa đầu của ghế sau đã được bổ sung thêm một cái lớp đệm êm này, giúp mình ngồi nó êm ái, thoải mái hơn. Đặc biệt là khi di chuyển những hành trình dài có một cái không gian rộng rãi như này rồi, lại có một cái tựa đầu êm nữa thì còn gì tuyệt vời hơn đúng không anh em. Vị trí ghế chính đúng là một chiếc xe đến từ một thương hiệu hạng sang anh em ạ. Ghế ngồi này các bạn này, các bạn quan sát lại gần đây hơn một chút này, cái ghế ngồi nó thiết kế thể thao dã man luôn. Ở vị trí chính giữa thì được đục lỗ thông hơi này, phía trên được thiết kế các bạn nhìn thấy không, hai bên thành nó cũng được làm nhô lên để cái phần thân của mình lọt vào vị trí chính giữa. Và phần giữa của ghế ngồi nó được làm lõm khá là sâu, nó tạo cho mình một cái tư thế ngồi lọt thỏm xuống dưới. Và phần này nó sẽ được đẩy lên và giúp mình có một cái vị trí đệm bắp đùi ở đây nó thoải mái hơn anh em nhé. Không gian rộng rãi, ghế ngồi rất chất như thế này thì đúng là đẳng cấp của Porsche Panamera. Một chiếc xe có giá bán tiêu chuẩn 6,42 tỷ nhưng với chiếc này cộng thêm hơn 2,3 tỷ tiền option nữa, giá bán của em này bây giờ là hơn 8,7 tỷ tại thị trường Việt Nam anh em nhé. Và đây, mình đã có mặt bên trong khoang cabin của một chiếc Porsche Panamera thế hệ thứ 3, thế hệ hoàn toàn mới tại thị trường Việt Nam cũng như trên thị trường toàn cầu. Nhìn lướt qua các bạn đã thấy sự khác biệt của Panamera mới chưa anh em? Nó sẽ được chia sẻ khá nhiều từ mẫu xe điện Taycan hay là chia sẻ khá nhiều từ chiếc SUV Porsche Cayenne cũng mới có mặt tại thị trường Việt Nam. Đầu tiên là một chiếc vô lăng thiết kế hoàn toàn mới cho Panamera và nó sẽ giống với Cayenne, nó sẽ giống với 911, thiết kế 3 chấu, có lấy chuyển số thể thao phía sau vô lăng.
Và vô lăng này là vô lăng chỉnh điện anh em nhá. Vô lăng chỉnh điện này, có lẫy chuyển số thể thao phía sau vô lăng này, và có logo của Porsche tại vị trí chính giữa này. Phía trên chúng ta sẽ có các phím bấm để điều chỉnh nhanh màn hình phía sau vô lăng. Ở phía dưới bên góc này sẽ là cần để các bạn điều chỉnh hệ thống cruise control anh em nhé. Điều chỉnh đèn và nút khởi động nó sẽ nằm ở phía bên tay trái của người lái. Ở ghế lái thì cũng sẽ nhớ 3 vị trí và chỉnh điện 18 hướng như mình giới thiệu lúc nãy rồi. Rồi, một cái điểm mà sự khác biệt lớn nhất tại vị trí người lái của Panamera có lẽ là chiếc màn hình điện tử hoàn toàn phía sau vô lăng. Nó sẽ vẫn được chia là 1, 2, 3, 4, 5 cái đồng hồ tròn, nhưng bây giờ nó sẽ là màn hình điện tử hoàn toàn. Kích thước là 12,6 inch và nó sẽ hơi cong cong về vị trí người lái một chút. Ở đời cũ thì nó sẽ là các cái đồng hồ tròn được xếp liền nhau, nhưng bây giờ là điện tử hoàn toàn, giống như Cayenne, giống như Taycan và cũng giống như Macan thế hệ hoàn toàn mới, tương lai sẽ về Việt Nam. Và với Panamera thế hệ thứ 3 này, em nó cũng sẽ có HUD hiển thị kinh lái, nhưng mà đây sẽ là một tùy chọn anh em nhé. HUD này là màn hình tùy chọn. Và như các bạn thấy trên vô lăng sẽ có nút Drive Mode. Đây là một cái chi tiết mà các bạn có thể hiểu được là em này đã có tùy chọn gói Sport Channel với giá là hơn 100 triệu đồng tại trường Việt Nam. Thì các bạn có thể dùng cái nút Drive Mode này để điều chỉnh các chế độ lái. Khi các bạn vặn cái nút này thì nó sẽ có hiển thị thông tin ở trên cái màn hình phía sau vô lăng và cả trên cái màn hình giải trí trung tâm này. Bây giờ thì mình đang để ở chế độ Normal. Các bạn vặn một lần nữa thì nó sẽ sang chế độ Sport, và lần nữa thì nó sẽ là Sport Plus. Ở em này thì sẽ có 3 chế độ lái gồm Normal, Sport và Sport Plus anh em nhé. Đó, 3 chế độ lái. Mình đang chuyển sang Sport Plus này anh em này, về Sport này và về Normal này. Đó là cái công dụng của cái nút Drive Mode này để các bạn chuyển chế độ lái. Rồi, có lẽ là chia tay cái cụm điều khiển tại vị trí ngay phía trước mặt người lái này, chúng ta sẽ đến với những thay đổi tại cụm điều khiển tại vị trí trung tâm khoang cabin. Với Panamera thế hệ mới bây giờ thì nó sẽ có nhiều màn hình hơn. Ngoài màn hình phía sau vô lăng, một màn hình giải trí trung tâm, chúng ta sẽ còn có thêm một chiếc màn hình dành cho vị trí ghế phụ. Đó, một chiếc màn hình dành cho vị trí ghế phụ giống như Taycan, giống như Cayenne thế hệ mới. Và cái màn hình này thì cũng sẽ là trang bị tùy chọn anh em nhé. Các bạn sẽ vào được rất nhiều các thông tin, ví dụ như vào được media, vào được navigator, vào được media phone này, device này, và các bạn có thể xem cockpit, có thể là xem các cái thông tin liên quan đến vận hành của xe. Nó gần giống với cái màn hình phía sau vô lăng này. Tuy nhiên nhá, khi mình ngồi tại vị trí người lái này thì mình sẽ không nhìn được trên cái màn hình tại vị trí ghế phụ đang hiển thị những cái gì, mà chỉ người ngồi tại vị trí ghế phụ mới nhìn được cái màn hình đấy thôi. Ngồi tại vị trí này thì nó sẽ là một tấm ốp màu đen, các bạn sẽ không nhìn thấy, và các bạn chỉ quan sát được màn hình phía sau vô lăng và màn hình tại vị trí trung tâm khoang cabin thôi. Đó là sự khác biệt, và nó giúp cho người lái bớt phân tâm và tập trung vào cái thông tin mà người lái cần nhận được thôi. Rồi, chúng ta sẽ đến với những thay đổi tại vị trí này anh em nhá. Các bạn thấy không? Ở phía bề mặt dưới này không còn cần số nào xuất hiện tại đây nữa, bởi vì cần số của Panamera mới nó sẽ giống như Cayenne, giống như Taycan, nó sẽ xuất hiện ở trên góc này. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy nút P rất nổi bật tại đây, và phía dưới là một cái cần gạt nhỏ nhỏ này. Các bạn sẽ vào R, N, D và M thông qua cái cần gạt nhỏ nhỏ này. Đấy, cần số bây giờ nó sẽ được đặt cao ở trên này, nút P ở phía trên. Còn nút khởi động nó nằm ở bên góc tay trái của vô lăng rồi. Đấy là sự khác biệt, và có lẽ là nhiều người thích và nhiều người không thích, và nó cũng sẽ gây nên những sự tranh cãi. Tuy nhiên thì nếu như mua rồi, các bạn sẽ thấy được là cái cần số trên này nó sẽ nhỏ gọn hơn anh em ạ. Rồi, chia tay cái cụm này, chúng ta sẽ đến với một chiếc màn hình cảm ứng dành cho hệ thống giải trí và rất nhiều các thông tin các bạn có thể xem được. Ví dụ như navigator, media, phone, car, climate này, notification này, setup này, parking này, sport channel này, device này, kết nối được với Apple CarPlay, Android Auto này, update service này, vuốt lên là còn nữa các bạn này, manual nữa các bạn này. Bạn vào được media, navigator để xem bản đồ này. Đấy, bản đồ mượt và cực kỳ sắc nét, về lại home này. Vào hình chiếc xe này chúng ta sẽ cài đặt được, đây, drive mode này, chassis này, đây là nâng hạ gầm này, cái start stop này, nâng hạ cái cánh gió phía sau này. Bây giờ cái cánh gió phía sau đang ẩn này, các bạn sẽ ấn vào đây. Đấy, thì cái cánh gió phía sau nó được nâng lên và nó được mô phỏng ở trên cái chiếc Panamera trên cái màn hình này luôn. Các bạn ấn một lần nữa thì nó sẽ ẩn đi này.
Đấy, restart, recheck spoiler này. Nó sẽ hỏi các bạn này. À, mình phải giữ các bạn ạ. Ok. À, mình phải giữ cái nút đó thì cái cánh gió nó mới hạ xuống, chứ không phải là một nút chạm thôi anh em nhá. Chúng ta sẽ còn assistant ở bên này này. Chip này. Comfort này. Một chiếc xe mới nên chip chưa có gì đâu anh em nhá. Ồ, các bạn vào điều chỉnh được rất nhiều thứ. Ambient light này. Cái rèm che nắng phía sau này. Điều chỉnh ghế lái này. Điều chỉnh ghế phụ này. Comfort entry này. Điều chỉnh cái ghế phụ nó điều chỉnh lên hay là xuống như từ cái vị trí ở phía sau đấy các bạn. Và nó cũng sẽ hiển thị ở đây. Các bạn điều chỉnh cái gì nó sẽ hiển thị ở bên góc này anh em nhá. Đây, ví dụ như mình vào điều chỉnh cái ghế phụ này. Về lại home các bạn nhá. Đó, và với chiếc này thì cũng sẽ có hệ thống camera 360 độ. Tuy thì mình chưa biết là đang cần phải kích hoạt nó ở vị trí nào anh em ạ. Hay là cần phải vào lùi, hoặc là bây giờ mình chưa nổ máy, thế nên là chưa vào được. Thôi, cái đó để sau anh em nhá. Một cái điểm mới trên Panamera 2024 đó là cái hệ thống cửa gió điều hòa. Bây giờ các bạn sẽ không dùng tay để điều chỉnh được, mà các bạn sẽ phải dùng điều chỉnh ở trên màn hình cảm ứng này. Các bạn vào Climate này. Đấy, các bạn điều chỉnh hướng gió này. Đó, các bạn thấy không? Nó sẽ điều chỉnh ở cái hệ thống ở bên trong để điều chỉnh cái hướng gió theo cái hướng mà các bạn yêu cầu. Các bạn nhìn thấy không? Đây nhá, mình sẽ vuốt lên này, gió nó hướng lên trên này, đẩy xuống, gió nó xuống phía dưới này, đẩy sang ngang, nó sẽ hướng về vị trí người lái này. Đó, đây là hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập, các bạn sẽ điều chỉnh được hai bên nhá. Ví dụ mình đang điều chỉnh bên lái này, đây là điều chỉnh bên phụ này. Cho hai cái này nó chụm vào thì nó sẽ hướng vào vị trí người phụ, ghế phụ này. Đó, hay chưa? Đấy, các bạn điều chỉnh trên cái màn hình này, thay vì điều chỉnh cơ thì các bạn điều chỉnh bằng trên cái màn hình cảm ứng này để điều chỉnh cái hướng gió của cái cửa gió thiết kế hoàn toàn mới. Nó được nằm trong một cái bộ khung màu đen và phủ bóng ở bên ngoài. Hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập các bạn sẽ điều chỉnh ở đây thông qua các cái nút gạt này anh em nhá. Thiết kế đẹp và tinh tế dã man luôn anh em ạ. Điều chỉnh hướng gió các bạn có thể dùng cái cảm ứng lực ở đây điều chỉnh này. Đấy, cảm ứng lực này. Sưởi ghế ngồi này. Làm mát ghế ngồi này. Đó, tắt đi này. Điều chỉnh nhiệt độ tăng lên các bạn sẽ dùng cái này. Giảm xuống này. Tăng giảm lượng gió cho bên ghế lái này. Giảm xuống này. Bên ghế phụ này, nhiệt độ này. Đấy, tách tách nghe thích không các bạn? Đấy, các bạn nghe thấy tiếng tách tách điều chỉnh hệ thống điều hòa, nghe nó cũng thích các bạn nhờ. Ngoài ra các bạn điều chỉnh cả trên màn hình cảm ứng ở phía trên anh em nhá. Đây là cái nút volume này, các bạn sẽ tăng giảm volume ở đây này anh em này. Nó sẽ nằm tại vị trí trung tâm của cái cụm điều khiển này luôn. Bề mặt thì được phủ bóng và ốp màu đen. Hai bên thì có ốp kim loại, hoa văn 3D anh em nhá. Kéo cái này lên chúng ta sẽ có gì? À, phía dưới chúng ta sẽ có đế sạc điện thoại không dây này. Sẽ có cổng sạc dạng Type-C và kết nối dạng Type-C này. Nó sẽ nằm trong một cái hốc này. À, cái hốc này khá là sâu. Ồ, đấy, các bạn đẩy lên một tí là nó sẽ đóng vào. Các bạn mở ra thì đẩy lên như thế này. Còn các bạn muốn đóng nó vào thì các bạn như thế này. Đấy, nó sẽ đóng. Tổng tùy chọn của chiếc Porsche Panamera này là 2 tỷ 318 triệu đồng. Nó quá nhiều tùy chọn thế nên mình không thể nhớ hết được. Cái tùy chọn lớn nhất chính là hệ thống loa Boommaster giá 460 triệu đồng. Chiếc này thì có nội thất được bọc da hai màu và phong cách nội thất này cũng tiêu tốn của chủ xe là 292 triệu đồng. Ghế lái chỉnh điện 18 hướng nhớ 3 vị trí tiêu tốn của chủ nhân 183 triệu 600 nghìn đồng. Đèn pha HD Magic LED ở bên ngoài tiêu tốn 160 triệu đồng. Cửa sổ trời toàn cảnh 143 triệu đồng. Màu ngoại thất xanh ánh kim 134 triệu đồng. Mâm xe sơn đen 81 triệu đồng. Mâm 21 inch 183 triệu đồng. Ghế sau tiện nghi chỉnh điện 8 hướng 155 triệu đồng. Hệ thống hiển thị HUD trên kính lái cũng tiêu tốn 91,8 triệu đồng. Ngoài ra em này còn có gói Sportional 108 triệu đồng. Hệ thống hỗ trợ chuyển làn 58 triệu đồng. Đó là chưa kể những cái mấy chục triệu đồng đâu anh em nhé. Tổng của tùy chọn option là 2 tỷ 318 triệu đồng cộng với 6,42 tỷ đồng giá bán tiêu chuẩn. Thì giá của em này bây giờ là 8 tỷ 738 triệu đồng cho khách hàng lựa chọn.
đây chỉ là phiên bản tiêu chuẩn thôi anh em nhé. Phiên bản tiêu chuẩn mà thêm 2.3 tỷ nó mới được như thế này. Còn nếu như các bạn lựa chọn phiên bản nếu như các bạn lựa chọn phiên bản GTS động cơ V8 4.0 lít mạnh mẽ hơn thì giá bán tại trường Việt Nam là hơn 11 tỷ đồng. Ngoài ra thì đầu năm 2025, Porsche Việt Nam sẽ đưa về các phiên bản E-Hybrid dùng động cơ Hybrid đó các bạn. Thì phiên bản cao nhất là phiên bản Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid sẽ có giá bán là hơn 13 tỷ đồng. Và đây cũng là lần đầu tiên Porsche Việt Nam đưa phiên bản Hybrid này về bán tại trường Việt Nam. Ở thị trường Thái Lan thì Panamera Hybrid, KN Hybrid bán rất chạy, nhưng bây giờ thì nó mới được đưa về Việt Nam và sẽ có rất nhiều phiên bản cho khách hàng lựa chọn anh em nhé.